Ok, thì để mình chia sẻ màn hình thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi ngày hôm nay. Thì là anh chị em đã nhìn thấy cái màn hình chưa? Nhìn thấy nó anh con ạ. Ok. Thì buổi ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn một cái chủ đề có liên quan đến hiểu về lãi suất. Thực tế là tên đầy đủ của nó là hiểu về lãi suất rủi ro và chi phí cơ hội, tại vì đây nó là một cái bộ ba bất khả thi và nó tác động rất nhiều đến cái đời sống của chúng ta, không chỉ dưới góc độ về đầu tư mà kể về tiêu dùng nữa, kể cả như là chúng ta tiêu dùng hoặc là chúng ta đi vay, tức là nó tác động theo cả hai chiều. Thế thì hôm nay mình sẽ không có slide, tại vì là mình muốn typing trực tiếp vào Word này để mọi người dễ theo dõi, cũng như là có cái kiểu như cái nốt ấy. Thì mình sẽ làm theo kiểu note story, rồi sau đấy là mình sẽ trình bày theo kiểu này xem là nó như thế nào. Thì trong quá trình thảo luận thì mọi người cứ nhấn vào cái nút giơ tay ở Google Meet nếu mà có cái câu hỏi hoặc là trao đổi lại. Thì mình sẽ trao đổi trong vòng khoảng 20-30 phút, rồi sau đấy là sẽ thảo luận trong vòng 15 phút tiếp theo, thì chúng ta cố gắng là kết thúc cái session trong khoảng 45 đến 50 phút, nếu mọi người có hứng thì có thể thế. Ok, thì đầu tiên là chúng ta hiểu về lãi suất trước đi. Lãi suất thì thực ra lãi suất nếu mà một mình nó đứng thì nó sẽ không có nhiều ý nghĩa, nhưng mà nó phải gắn với lại rủi ro và thời gian nữa cơ. Cái lãi suất là nó hiểu đơn giản, nó là cái giá của việc sử dụng đồng tiền, hoặc là khi bạn sử dụng thì nó là cái giá của việc sử dụng đồng tiền, còn khi bạn cho vay, tức là khi bạn mà muốn cái lợi tức từ cái đồng tiền đấy, thì nó là cái lợi ích theo thời gian mà cái khoản đầu tư đó mang lại, đúng không? Thế thì ở giữa của nó chính là cái bên mà kết nối cái hoạt động giữa đi vay và cho vay, hoặc bên cần vốn đầu tư và bên đi đầu tư, thì nó là như vậy. Thế thì lãi suất thì nếu chúng ta nói lãi suất không thì nó bây giờ giá của đồng tiền này, giá của việc sử dụng đồng tiền theo thời gian, đúng không ạ? Đây là một câu kỳ thời gian thứ hai. Thế thì cái lãi suất nào là cái lãi suất mà thấp nhất mà chúng ta thường gặp trong đời sống? Thì cái lãi suất mà chúng ta nên để ý và gọi là tương đối là phổ biến nhất thì nó đầu tiên nó chính là lạm phát. Lạm phát có nghĩa là bạn ngủ, bạn chơi, bạn không làm gì đi chăng nữa thì tự dưng nó cũng có lạm phát, có nghĩa là túi tiền của chúng ta cũng đang mất đi theo giờ thời gian từng ngày một. Đơn giản bởi vì lạm phát nó là một cái cơ chế mà tối thiểu nhất nó phản ánh cái gọi là sự mất giá của đồng tiền. Sự mất giá của đồng tiền, đúng không? Tức là bạn không làm gì đi chăng nữa thì hàng ngày là chúng ta vẫn cứ đang mất tiền ạ. Đơn giản bởi vì bản thân nó đã là mất rồi. Thế thì thông thường thì ở những cái nước mà có tốc độ phát triển GDP cao, chẳng hạn như Việt Nam hoặc Trung Quốc, ví dụ như tầm 6 đến 7% thì mức lạm phát của nó là khoảng 3 đến 4% là hợp lý. Thế nhưng mà ở những cái nước mà có GDP thấp, hoặc là họ đã mature, tức là họ đã bão hòa, đã trưởng thành rồi, như là EU hoặc là Hoa Kỳ chẳng hạn, thì cái mức độ phát triển GDP của họ chỉ khoảng từ 1,2 đến 1,5%, thậm chí những năm vừa rồi ở EU thì nó bị còn bị âm hoặc mà gần bằng không cơ. Nền kinh tế Đức còn chỉ có phát triển có 0,1% trong một năm, thì các bạn biết là như nào. Thế nên là những cái như vậy thì cái lạm phát của nó nếu mà đúng ra thì nó chỉ nên duy trì là dưới 1% thôi. Thế là nó phải tùy vào cái từng cái nền kinh tế. Đã, thế thì vì sao mà cái lạm phát này nó cần phải có? Tại vì là các bạn hình dung là lạm phát thì nó sẽ là cái việc mà cung tiền nhiều hơn ra nền kinh tế so với lại cái mức độ sản xuất ra của cải vật chất. Chẳng hạn như cả năm chúng ta làm ra một cái bắp cải mà năm trước thì chúng ta chỉ cung 1 đồng, thì cái số tiền mua cái bắp cải nó là 1 đồng, nhưng mà năm sau chúng ta sản xuất ra 2 cái bắp cải, nhưng mà thay vì cung cấp ra 2 đồng thì chúng ta cung cấp 2,1 đồng, vậy thì mức độ lạm phát của nó đã là 1 chia cho 2 rồi. Thế à không phải, tức là đúng rồi, tức là bằng 2,1 trừ 2 xong là chia cho 2,1 rồi. Đó, nên là cái mức độ mất giá của đồng tiền gần như là nó là cái điều không thể tránh khỏi, tại vì lạm phát nếu mà ở mức độ vừa phải nó là cái động lực để phát triển nền kinh tế, và nó kích thích cái tiêu dùng. Vì sao lại kích thích tiêu dùng? Chẳng hạn như các bạn đang có 1 triệu ngày hôm nay, thì ngày mai là coi như là chúng ta mất đi một chút rồi, thì chúng ta mới có cái động lực để chúng ta tiêu dùng và đầu tư. Đó.
Chứ còn nếu không mà chúng ta cứ nếu mà nó bị giảm phát chẳng hạn, tức là ngược lại của lạm phát, thì rõ ràng là đồng tiền ngày mai nó lại có giá ngày hôm nay, thì chúng ta cũng chả cần phải làm gì, chả cần phải đầu tư nữa, mà cứ để tiền đấy là nó coi như nó tự động là nó lại còn có giá trị hơn trong ngày mai, thì rõ ràng là nó không có động lực để mà tăng trưởng nền kinh tế. Ok. Thế giả sử rằng cái lạm phát năm vừa rồi nó khoảng 3,5 đến 4% đấy. Thế giả sử rằng qua cái mức lạm phát là gì? Qua mức lạm phát thì chúng ta sẽ có một cái công cụ nó gọi là trái phiếu chính phủ. Hoặc là gì ạ? Hoặc là phổ biến nhất nó là gửi ngân hàng. À, gửi ngân hàng, tiền gửi ngân hàng gọi là term deposit, hay còn gọi là tiền gửi ngân hàng. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Kỳ hạn có thể nhiều năm, nhưng mà đây tôi đang giả định rằng là nó là 1 năm. Ok. Thế thì ngày xưa ở Việt Nam thì nó có hay cái kiểu là phát hành trái phiếu chính phủ, tại vì ngày đấy thì hệ thống tài chính nó còn chưa vươn đến những cái vùng xa xa xôi, nên là nó vẫn còn cái trái phiếu chính phủ. Nhưng mà gần đây thì nó đã bỏ, không phải bỏ mà là nó không huy động trái phiếu chính phủ phát hành bằng tiền Việt Nam trong dân nữa, mà trái phiếu chính phủ của Việt Nam ấy, thì thường nó chỉ phát hành trên thị trường cho các nhà đầu tư quốc tế bằng đồng đô la thôi. Thế nên là chúng ta ít biết đến. Nhưng về cơ bản thì trái phiếu chính phủ nó sẽ ở mức gọi là lạm phát cộng thêm một biên độ nào đó rất nhỏ. Ví dụ như lạm phát của Việt Nam là ví dụ như là 3-4% chẳng hạn, thì cái trái phiếu chính phủ nếu nó phát hành bằng tiền đồng nó chỉ lên đến khoảng 5% thôi, tức là chúng ta sẽ được lãi suất thực dương. Lãi suất thực dương cũng chỉ khoảng rất nhỏ, khoảng 1% thôi. Thế còn nếu mà trong hợp mà phát hành bằng đồng đô la thì nó lại là câu chuyện khác, tại vì lãi suất gửi bằng đồng đô la hiện nay đang là 0%. Vì vậy nên là khi mà phát hành trái phiếu chính phủ bằng đồng đô la trên thị trường quốc tế thì các cái nhà gọi là các cái công ty như kiểu Moody's hoặc là S&P 500, những công ty về xếp hạng tín nhiệm chính phủ ấy, nó sẽ xếp hạng thị chính phủ và sau đó nó sẽ đưa ra những cái khuyến cáo về mức lãi suất để mà có thể phát hành được trái phiếu chính phủ Việt Nam trên thị trường quốc tế, hay nói khác là chính phủ có thể vay tiền của nước ngoài. Nhưng mà hiện nay nó đang ở mức khoảng khoảng cũng rất là thấp thôi, khoảng cứ tương đối ưu đãi khoảng 1,2 đến 2% thôi. Đấy là trái phiếu chính phủ. Thế còn đối với lại tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn thì về mặt lý thuyết thì nó cũng chỉ đủ làm sao bù lạm phát để có mức lãi suất thực dương là cực mỏng. Cực mỏng. Đây là về mặt lý thuyết nhé, chứ còn thì trong thực tế có những cái giai đoạn có thể là cái lãi suất thực dương nó cao hơn một chút, giống kiểu cái thời điểm tháng 8 năm 2022 năm ngoái, năm 22 ấy, thì nó khác. Cái bối cảnh cái lúc đấy nó khác một chút, thì lúc đấy lãi suất thực dương của nó khoảng chừng 4 đến 5% cơ, còn bây giờ nó sẽ tụt về khoảng 1 đến 2% thôi. 1 đến 2%. Như vậy là khi mà các bạn gửi ngân hàng thì rõ ràng là chúng ta hiện nay nếu mà mức lạm phát là 3 4% thì chúng ta cũng chỉ sẽ nhận về mức khoảng 5 đến 6% thôi trên 1 năm. Nếu chúng ta sử dụng công cụ là term deposit, tức là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Tại vì là cái này là cái mà nó gọi là tương đối là không có rủi ro, tương đối không có rủi ro. Tất nhiên về mặt lý thuyết thì cái gì cũng có rủi ro, kể cả trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ nó có thể sụp đổ, nó vẫn có rủi ro. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn thì mặc dù nó được quản lý bởi ngân hàng nước nhưng mà nó vẫn có những cái rủi ro, tại vì nó còn tùy vào cái ngân hàng đó là ngân hàng nào nữa cơ, có quản trị rủi ro của họ như thế nào. Còn khi nó sụp đổ hệ thống rồi thì gần như là ngân hàng nào cũng có rủi ro hết. Thì nó là như vậy. Chính vậy nên tại sao mà những ngân hàng uy tín như Vietin hoặc Vietcom thì cái tiền gửi lãi suất có kỳ hạn nó sẽ thấp hơn so với các ngân hàng khác, tại đơn giản bởi vì uy tín nó cao hơn, rủi ro nó thấp hơn thì làm sao thì cái lãi suất nó cũng sẽ phải thấp hơn. Đó. Thế nếu mà chúng ta mà là người gọi là nhàn đầu, nhẹ đầu, tức là chúng ta không không cứ gọi là không hiểu biết gì đi, mà chúng ta ngại rủi ro, tức là không 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 thích rủi ro, thì cái công cụ đầu tư này gần như là tối thiểu. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng công cụ đầu tư này tối thiểu nhưng nó chỉ đủ để bù mức lạm phát và có mức lãi suất thực dương cực nhỏ. Chính vì vậy nên là khi mà chúng ta sử dụng công cụ số 3 này thì gần như là chúng ta lại đang đi làm giàu cho người khác. Tại vì những cái nhà đầu tư hoặc là những cái doanh nghiệp họ đang cần cái tiền này để họ làm giàu cho chính họ. Nên là những cái công ty lớn nhất kiểu như Vingroup chẳng hạn thì họ lại đang là những cái công ty mà vay nợ nhiều nhất, họ còn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, rồi họ huy động từ ngân hàng, rồi họ huy động từ các thị trường tài chính quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài. Thế bây giờ nếu mà chúng ta trả lời câu hỏi là ok, tôi không muốn có tiền đầu tư và tiền gửi ngân hàng tại vì thực tế là cái lãi suất của nó quá thấp và không đủ hấp dẫn, thì cao hơn nữa thì là cái gì, tức là rủi ro hơn một chút thì là cái gì?
Rủi ro hơn một chút thì chúng ta sẽ có là trái phiếu doanh nghiệp. Hoặc là chúng ta đầu tư vào cái thị trường tài chính. Trái phiếu doanh nghiệp thì ví dụ như là ở Việt Nam thì khoảng 3 năm gần đây thì nó mới bắt đầu nổi lên, đặc biệt là công ty Techcombank nó chiếm khoảng 50% môi giới thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thì hiểu đơn giản là thay vì chính phủ phát hành cái giấy nợ thì doanh nghiệp nó cũng có thể phát hành, và nó có thể là có tài sản đảm bảo hoặc không có tài sản đảm bảo. Và cái trái phiếu doanh nghiệp, khả năng là mình tách cái này ra đi, trái phiếu doanh nghiệp thì nó rủi ro hơn một chút, và cái mức lợi tức của trái phiếu doanh nghiệp nó rơi khoảng 8 đến 10%. Đó, trái phiếu doanh nghiệp nó gọi là corporate bond đấy, 8-10%, tại vì là dù gì thì cái trái phiếu doanh nghiệp này nó là quan hệ giữa chủ nợ và con nợ, và cái mối quan hệ này nó thuần túy là dựa vào cái mức độ tin tưởng của mình đối với cái doanh nghiệp đó, kể cả trong trường hợp có tài sản đảm bảo đi chăng nữa. Tại vì khi mà doanh nghiệp nó đã fail rồi thì gần như xử lý tài sản đảm bảo gần như nó bằng không rồi, tức là nó sẽ thứ tự xếp hàng ưu tiên cái chủ nợ đấy, nó gần như là thấp, rất thấp so với lại những cái chủ nợ có tổ chức kiểu như ngân hàng, nó đã xẻ thịt cái doanh nghiệp đấy rồi, nên là chúng ta có thể hiểu là cái mức độ rủi ro của nó là tương đối cao. Đó, thì ở Việt Nam rất buồn cười là thông thường thì ở nước ngoài ấy, thì là cái trái phiếu doanh nghiệp này nó chỉ phát hành cho tổ chức thôi. Tổ chức có nghĩa là những cái quỹ đầu tư người ta có khả năng thẩm định, người tư vấn này, người ta có vị thế đàm phán và người ta mua theo lô. Đó, người ta tài trợ cho các dự án mà nó tương đối là rõ ràng được đánh giá về rủi ro rồi về hồ sơ pháp lý vân vân. Những cái dự án ví dụ như tài trợ ra để ra một cái chip mới hoặc là mở một nhà máy mới vân vân chẳng hạn, thì nó sẽ phát hành một cái corporate bond cho những cái chiến dịch đấy. Chứ còn ở Việt Nam thì gần như là công ty bất động sản thì cứ huy động bừa phứa đấy, và họ huy động nó không đúng mục đích, có nghĩa là dùng cái tiền này nhưng lại tài trợ cho cái khác, xong lại dùng cái tiền tài sản đảm bảo của cái dự án khác đấy lại tiếp tục vay lại đi phát triển để gom thêm cái quỹ đất khác chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho cái tính minh bạch của nó thấp. Và cái trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam thì nó hay chia nhỏ cho các công ty chứng khoán hoặc là ngân hàng để bán lại cho nhà đầu tư cá nhân, thì cái chỗ đấy nó là cái rủi ro là nó nằm ở chỗ đấy. À, thế bản chất cái sản phẩm nó không 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 phải là tốt, à không phải là xấu, nhưng mà nó cái cách mà người ta vận hành nó thì nó không đúng cái bản, tức là nếu mà bạn là nhà đầu tư cá nhân thì hoặc là bạn đầu tư trên thị trường tài chính hoặc là bạn chỉ nên gửi ngân hàng thôi chứ không nên tham gia vào cái trái phiếu doanh nghiệp này. Thế còn rủi ro hơn trái phiếu doanh nghiệp một chút nữa thì sao? Thì chúng ta sẽ có tham gia vào thị trường tài chính. Thị trường tài chính thì nó có một vài những cái dạng. Đầu tiên là thị trường phổ biến nhất là thị trường cổ phiếu, đúng không? Cổ phiếu. Thứ hai là chứng chỉ quỹ. Đó, chứng chỉ quỹ. Thế thị trường cổ phiếu này có thể hiểu là bạn đang đầu tư trực tiếp, Và nếu mà chúng ta gọi là không cần đánh bại thị trường mà chỉ đi bằng với thị trường thôi ấy, thì cái mức lợi suất của nó cho ra hàng năm nó là khoảng 12% một năm, 10 đến 12% một năm. Nếu mà chúng ta thuần túy tính về gọi là đầu tư bằng với thị trường, có nghĩa là tăng theo cái mức tăng của chỉ số VN Index ấy, thì khoảng 10 đến 12% một năm, và đây là một mức tương đối cao rồi. Mức này là một mức tương đối cao rồi. Gần như các bạn có thể thấy trái phiếu doanh nghiệp chỉ 8-10% thôi, mà đầu tư cổ phiếu trực tiếp nếu chúng ta đầu tư vào dài hạn trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm thì cái mức lợi suất trung bình nó khoảng từ 10 đến 12% rồi, là tương đối hấp dẫn. Nhưng mà tất nhiên là đầu tư cái này thì chúng ta lại phải biết một chút, biết thì biết rất nhiều thứ nên là mình không tiện chia sẻ đây, có thể là ở một cái section khác, nhưng mà đây là một cái kênh mà gần như vừa chủ động mà vừa hấp dẫn nhất, tại vì chúng ta có thể chia nhỏ được cái khoản đầu tư, có thể linh hoạt trong việc là thêm tiền vào và rút tiền ra. À, có thể tương đối là linh hoạt trong cái việc là chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tấn công và ngược lại. Đó. Chứ còn những cái tài sản như trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu chính phủ này, cái tính cứng nhắc của nó rất là cao. Tại vì bạn không thể nào lúc nào cũng rút tiền ra được và hoàn tiền về được, rồi không thể nào thay đổi trạng thái giữa phòng thủ và tấn công theo cái bối cảnh của thị trường được. Đó. Nó rất là khó. Ok. Thế còn chứng chỉ quỹ thì sao? Thế giả sử như chúng ta không hiểu gì về thị trường chứng khoán mà chúng ta vẫn muốn đầu tư, thì nó có một cách là chúng ta đem cái tiền đấy cho những cái quỹ đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường tài chính. Bản chất nó cũng là những cái công ty thôi. Thì họ sẽ mang cái tiền đấy họ đi đầu tư thay cho chúng ta và họ chia sẻ lại lợi nhuận. Và thực tế là họ sẽ ăn khoảng chừng 1% cái lợi nhuận đấy, nên là nó sẽ làm bào mòn cái lợi nhuận so với lại việc chúng ta đầu tư trực tiếp.
Nhưng mà tất nhiên là điều đấy là fair thôi, tại vì họ làm thì họ phải có công đúng không ạ? Thế chứng chỉ quỹ thì nó lại chia làm 3 loại, các loại quỹ là quỹ mở và quỹ đóng này. Mở và quỹ đóng này. Đó, cái này là nó control về người tham gia. Thứ hai là xét về cách, gọi là cách đầu tư, thì nó có loại là chủ động và thụ động. Thụ động hay bị động đấy, thụ động. Cái loại chủ động có nghĩa là cái quỹ đấy, cái quỹ mà chúng ta tham gia ấy, người ta sẽ chủ động pick up, tức là chọn một vài những cái cổ phiếu mà người ta đánh giá là tốt để mà người ta đầu tư. Còn loại thụ động có nghĩa là chúng tôi không cần biết là nó là cổ phiếu nào, nhưng chúng tôi sẽ đầu tư trong một cái giỏ nào đấy, một cái giỏ cổ phiếu. Cái giỏ này có thể là ví dụ như VN30 là top 30 công ty lớn nhất, VN100 là top 100 công ty lớn nhất trên sàn, hoặc là VNFinlit là top những công ty trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hoặc là VNSI là những công ty mà có cái chỉ số về phát triển bền vững, gọi là ESG ạ, ESG cao nhất. Thì nó có nhiều những cái tiêu chí để mà gọi là cho vào giỏ hàng, thì đấy là một cái loại, hoặc là chủ động hoặc là bị động, là theo cái nghĩa như vậy. Và thứ ba nữa là nếu chia theo mức độ rủi ro thì nó lại mức độ rủi ro của quỹ thì nó lại chia làm cái loại, nó gọi là quỹ chỉ đầu tư vào cổ phiếu, quỹ chỉ đầu tư vào trái phiếu, và thứ ba nữa là quỹ cân bằng. Cân bằng có nghĩa là cả cổ phiếu, trái phiếu, thậm chí là cả các cái tài sản khác. Đặc biệt ở nước ngoài, các quỹ người ta rất là đa dạng hóa tài sản, chẳng hạn như người ta có thể có vàng, người ta có thể có cryptocurrency, tức là tiền kỹ thuật số. Thế thì thường cái chứng chỉ quỹ này nó chỉ phát triển ở nước ngoài, hoặc là nó phù hợp với là những người già thôi. Nước ngoài hoặc là những người già thôi. Người kiểu hưu trí đấy. Họ muốn nhà đầu và họ có dòng tiền ổn định, và họ không không yêu thích rủi ro. Họ không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thì họ thích cái phương án B này. Còn đối với lại những cái bạn mà gọi là có ham mê về đầu tư ấy, thì cái phương án A vẫn là một cái phương án mà khả thi, miễn là chúng ta không quá gọi là, tại vì là đây thì mà đây tôi indicate luôn là cái mức lợi suất đối với chứng chỉ quỹ này nó thấp hơn trái phiếu doanh nghiệp, nhưng nó lại sẽ lại cao hơn cái tiền gửi ngân hàng, nên là nó sẽ rơi vào khoảng từ 7 đến 8% một năm về lợi tức. Đó. Lát nữa chúng ta thấy khẩu vị rủi ro và lãi suất nó tác động với nhau như thế nào. Ok, tiếp là nếu như là chúng ta muốn gọi là phóng nhanh phanh gấp hơn một chút, tức là rủi ro cũng không hẳn là rủi ro hơn đâu, mà là một cái kênh đầu tư lựa chọn thay thế, thì nó có thêm hai cái kênh mà gần như là vừa truyền thống mà lại vừa phổ biến. Phổ biến là gì ạ? Phổ biến là nó bao gồm có vàng, bất động sản. Thực ra vàng thì nó không phải là công cụ đầu tư mà nó thiên về phòng thủ hơn. Tại vì người ta ước tính rằng là cái mức độ lợi suất của vàng nếu bạn nắm giữ trong vòng 20 năm nó rất thấp, nó chỉ khoảng 4% một năm thôi. Không, trả được 4%, nó chỉ khoảng 3 đến 4% một năm. Tức là nó chỉ đủ bù lạm phát thôi. Thậm chí nó còn không có lãi suất thực dương cơ. Nên là vàng nó chỉ được xem là công cụ phòng thủ thôi, không phải công cụ tấn công. Phòng thủ có nghĩa là những lúc mà thị trường nó quá biến động và bạn muốn cầm tiền mặt để sau này bạn chuyển đổi sang tài sản khác ấy, thì ở cái đoạn giữa là bạn có thể gọi là phòng thủ bằng cách mua vào. Thế ví dụ như bạn nhận thấy rằng là thị trường trong tương lai nó sẽ down, các cái tài sản như là bất động sản hoặc cổ phiếu nó sẽ giảm, nhưng nó sẽ giảm trong vòng sau khoảng 1,5 năm đến 2 năm nữa chẳng hạn. Thế thì hiện tại chúng ta cầm tiền mặt chúng ta cũng tương đối là lo lắng, thì lúc đấy chúng ta sẽ chuyển chuyển thành vàng để phòng thủ, xong sau đấy khoảng sau 1,5 năm nữa chúng ta sẽ dễ dàng chuyển đổi từ vàng sang tiền mặt, rồi sau đấy lại mua lại các cái tài sản rủi ro hơn, tại vì lúc đấy là thị trường nó đang đau theo những cái kịch bản mà các bạn đang nghĩ. Thì đấy là cái mục tiêu đích của vàng, nghĩa là không ai cầm vàng dài hạn để mà mục đích đầu tư cả, mà nó chỉ là cái tài sản ở cái đoạn giữa, gọi là middle, tức là ở đoạn 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 gọi là đoạn cầm tạm thời thôi. Thì nó gọi là công cụ phòng thủ, nó là như vậy. Tại vì nếu mà bạn cầm nó thì lãi suất của nó là cực thấp và nó chỉ đủ lạm phát thôi, thậm chí nó không có lãi suất thực dương. Thế cái kênh bất động sản thì ở nước ngoài thì kênh bất động sản này, đặc biệt ở Nhật thì kênh bất động sản này nó
thực ra là cái lợi suất của nó không cao, nhưng mà cái ông Việt Nam này thì ông ấy lại rất là hay ở cái chỗ là thực tế là bất động sản đất nền ở Việt Nam nó khó đánh giá, tại vì nó có nhiều nơi nhiều chỗ và nó đánh giá theo từng cái time frame, từng cái thời kỳ khác nhau, nó sẽ cho ra cái kết quả khác nhau. Nhưng mà người ta đều đồng ý rằng là cái mức này, cái lãi suất của bất động sản đất nền ở Việt Nam ấy, là nó cũng tương đối là bằng hoặc là nhích hơn cao hơn đầu tư trên thị trường chứng khoán một chút, tức là cao hơn cái khoản 5 năm A này. Đó, thế là nó rơi vào khoảng từ 13 đến 15%, và cái này tương đối là khó đánh giá. Tại vì là nó nhiều loại đất rồi, nhiều các cái tỉnh thành khác nhau rồi, nhiều thời điểm khác nhau, nó sẽ cho ra các kết quả khác nhau. Đó. Thế thì vàng là công cụ phòng thủ nên thành ra là nó là cái công cụ đầu tư truyền thống của các bậc cha làm mẹ ngày xưa. Khi bất động sản thì nó cũng là một cái kênh công cụ đầu tư rất là hay, rất là hấp dẫn, nhưng mà nó lại có cái dở là cái tính biến động về sóng của nó là nó dài. Có nghĩa là nếu mà bạn đã lỡ sóng một phát thì bạn sẽ phải mất tầm 3 đến 5 năm, thậm chí 10 năm để sửa sai. Tại vì cái sóng của nó là một dạng sóng nó giống như hình sin này, nhưng mà cái bước sóng nó rất dài. Thế còn cái thằng cổ phiếu kìa thì bước sóng của nó ngắn hơn, nên là nếu chúng ta có làm sai một chút thì chúng ta có cơ hội sửa sai nó nhanh hơn và nó linh động hơn. Chứ còn thằng bất động sản này, ngoài ra thằng cổ phiếu kia chúng ta có 100 đô vẫn đầu tư được, 200 đô vẫn đầu tư được, 1 tỷ đô cũng vẫn đầu tư được. Chứ còn thằng bất động sản này thì nó lại cần cái số vốn đầu tư ban đầu nó cao. Đấy, nên là nó sẽ khó ở chỗ đấy, tức là nó khó chia nhỏ đầu tư, và đến lúc chúng ta muốn bán đi chúng ta cũng phải bán cả mảnh đất, chứ không thể nào mỗi ngày chúng ta xéo ra 1 mét vuông thì chúng ta bán như là cái thằng cổ phiếu cái được. Đấy, nên là cái tính cứng nhắc của cái bất động sản này nó là như vậy. Thế nhưng mà chính vì cái tính cứng nhắc của nó là như vậy nên là người ta chứng minh rằng là làm sao ạ, là thậm chí là trên 95% số nhà đầu tư cá nhân là đầu tư cổ phiếu là bị thất bại, tại vì chúng ta không thể kiên nhẫn được, do là cái việc mua bán và chuyển đổi của nó nhảy ra nhảy vào nó quá dễ dàng. Trong khi đó thì bất động sản ấy, người ta đầu tư nó thường thành công là do người ta rất là ngại giao dịch. Chính vì ngại giao dịch thì người ta lại cầm được lâu, mà khi cầm được lâu thì nhìn lại thì người ta lại có mức lợi suất tốt. À, thì nó đôi khi nó lại như kiểu nó tính kỷ luật cao hơn ấy. À, thì nó lại có cái hay là như vậy. Thế ok, nếu mà chúng ta liệt kê hết tất cả từ mục 1 đến mục 6 này mà chúng ta vẫn thấy là cái lợi suất này nó quá thấp thì phải làm gì? Thì chúng ta phải có một cái gần như là cái option cuối cùng. Cuối cùng là tự kinh doanh. Ví dụ như doanh nghiệp Hải Vân này, Vingroup này, Masan này, Hòa Phát này, tất cả những cái ông đấy là ông ấy đang tự kinh doanh, đúng không ạ? Tự kinh doanh thì tất nhiên là tự kinh doanh thì ông ấy rất là đau khổ, rất là khó khăn, rất là vất vả và rất là rủi ro. Thì ông ấy yêu cầu một mức lợi suất mà cụ thể đây nó tính bằng ROE, tức là Return on Equity, có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, là đâu đó nó sẽ phải rơi vào tầm 18 đến 20%, không, khoảng cái này nó dao động trong khoảng 16 đến 20%. Đấy, nếu mà ở trên mức 20% nhé, nếu trên trên 20% là doanh nghiệp quá tuyệt vời, xuất sắc. Trên 20% là xuất sắc. À, tự kinh doanh này, tại vì là các bạn phải hình dung là cái ông tự kinh doanh này này, ông không chỉ kinh doanh bằng vốn tự có của ông ấy, mà ông còn phải đi huy động từ tất cả các kênh ở trên này, thị trường tài chính này, đúng không ạ? À, ví dụ ông huy động trái phiếu doanh nghiệp 80% thì ông ấy phải tạo ra một mức lợi suất là 16 đến 20% thì ông ấy mới bù đủ để bù trả lại cái lãi vay này, đúng không ạ? Tại vì nhá, đây nhá, các bạn thấy tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 5-6% và doanh nghiệp và ngân hàng cho vay ra khách hàng với lãi suất khoảng 10 đến 12%. À, thì có phải là nó cũng gần tương đương với lại cái trái phiếu doanh nghiệp này, và doanh nghiệp nó đi huy động này thì nó lại phải tạo ra một cái công suất sử dụng tiền nó phải cao hơn đấy, tức là khoảng 16 đến 20% thì nó mới đủ bù cái lãi vay, lãi huy động, và nó có dư tiền ra để chia lại cho anh em, chia lại cho cổ đông. À, thì nó là như vậy. À, cái món tự kinh doanh thì chính vậy, nên là khi mà chúng ta mở một cái gì đấy, ví dụ một quán cà phê rồi một hàng ăn vân vân, thì chúng ta phải xác định rằng là cái ROE của cái business đó nó phải đánh bại tất cả các cái công cụ
công cụ mà chúng ta đầu tư trực tiếp ở bên trên, bao gồm cổ phiếu rồi trái phiếu rồi bất động sản rồi vân vân. Tại vì những cái đấy là cái kiểu đầu tư thụ động mà chúng ta không tạo ra gì sản phẩm dịch vụ mà bên trên. Và đây là một cái cực khó các bạn ạ. Đây là một cái cực khó đấy, không nó cũng không không hề đơn giản, không có nhiều doanh nghiệp có thể tạo ra một cái ROA từ 16 đến 20%. Tiếp theo là khi chúng ta thấy cái GDP nó tăng ở mức, ví dụ như tăng ở mức là khoảng 6% một năm, ở Việt Nam nó khoảng 6% một năm. Đó. Thì điều này cũng có một cái ý nghĩa rằng là nếu như mà cái thu nhập của chúng ta mà không tăng trưởng trung bình 6% một năm thì là mình đang nói một cách nôm na là mình đang nghèo đi tương đối so với lại trung bình chung của xã hội. Đúng không ạ? Cái điều đấy điều đương nhiên, tại vì GDP nó phản ánh cái mức độ giàu có chung của một quốc gia mà. Thứ hai là những ngành mà có tăng trưởng lớn hơn GDP, grow lớn hơn tăng trưởng GDP thì được coi là hấp dẫn. Ví dụ như ngành hàng không chẳng hạn, ngành hàng không nó tăng trưởng khoảng 14 đến 17% cao nhất trong khu vực ASEAN và hàng đầu thế giới, ngành hàng không Việt Nam ấy. Nên đó là một ngành được coi là hấp dẫn. À, rồi những cái ngành kiểu như ngành ngân hàng chẳng hạn, mức độ tăng trưởng của nó khoảng 14 đến 15%, tức là nó gần gấp đôi, nó gấp đôi hơn gấp đôi so với lại tăng trưởng GDP thì nó được coi là hấp dẫn, tức là những ngành này nó sẽ vượt trội hơn, nó sẽ bù lại những cái ngành mà nó đang bị thoái trào chẳng hạn như ngành bia rượu thuốc lá chẳng hạn. Đấy. Rồi những cái ngành kiểu như là cho thuê mặt bằng ở trung tâm thương mại chẳng hạn, đó những cái đấy nó không tăng trưởng. Thế là những cái ngành mà tăng trưởng chẳng hạn như ngân hàng này rồi hàng không này rồi thì ngành y dược, thuốc, y tế, giáo dục là những ngành nó tăng trưởng thì nó lại bù lại. Vì vậy nên là chúng ta đang làm việc trong cái ngành mà nó có không gian tăng trưởng ấy, thì vô hình chung là cái kiểu chúng ta bơi thuận theo dòng nước mà, thì vô hình chung là nó sẽ hỗ trợ. Chứ cái ngành thú thực là cái ngành giao thông vận tải đường bộ là cái ngành mà có mức độ tăng trưởng thấp, có thể nói với nhau là như vậy, có mức độ tăng trưởng thấp, có mức độ tăng trưởng thấp và cái margin của nó là rất mỏng. Margin có nghĩa là cái biên lợi rất mỏng. Margin rất mỏng thể hiện là cái việc là những cái ngành mà có margin cao chủ yếu nó phải có cái lợi thế về độc quyền tự nhiên để mà giảm các cái đối thủ gia nhập ngành. Trong khi đó cái ngành vận tải, nếu vận tải tuyến cố định thì nó còn có cái độc quyền do nó cần giấy phép. Chứ còn những cái loại không cần giấy phép có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể gia nhập ngành trong ngày mai mà không cần giấy phép, chẳng hạn như xe hợp đồng hoặc là kiểu xe dù, thì rõ ràng là cái margin của nó là cực mỏng. Chính vậy những ông như Grab rồi riết là sao mà sau 10 năm này ông mới bắt đầu có lãi một chút. Là do cái vấn đề về về nó không tạo ra nó gọi là con hào kinh tế hoặc là cái rào cản gia nhập ngành như là các ngành khác, chẳng hạn như ngành ngân hàng, ngành hàng không hoặc là ngành y dược, thuốc là những ngành mà nó tạo ra cái lợi thế độc quyền rất là lớn. Chính vì vậy nên là nó có tỷ suất lợi nhuận ROE nó cao hơn, margin của nó cũng cao hơn. Margin thì tính bằng ROS, tức là biên biên lợi trên 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 cái doanh thu bán hàng, thì ROE là biên lợi trên cái vốn chủ sở hữu chúng ta bỏ ra. Đó. Thì là như vậy. Bây giờ đấy là chúng ta vừa kết thúc xong cái phần 1 về một vài điểm mặt đặt tên, một vài những cái lãi suất tương ứng với cái kênh đầu tư và tương ứng với mức độ rủi ro. Tương ứng kênh đầu tư, tương ứng mức độ rủi ro. Bây giờ nếu mà anh em có thể trao đổi một chút xong sau đấy chúng ta sẽ chuyển sang phần 2. Phần 2 về tính dòng tiền chiết khấu. Hay nói khác là thời giá của tiền tệ theo thời gian đấy. Thời giá của tiền tệ phần 2. Thì trước khi chuyển sang phần 2 này thì anh em có trao đổi gì về các cái mà mình vừa trình bày trong phần 1 không? Ở đây có Điệp hay đầu tư chứng khoán này, Điệp cho ý kiến đi Điệp ơi.
Vâng, thì em thì như hiện tại thì chủ yếu em đầu tư về chứng khoán, còn trước đây thì cũng đầu tư về một số mảng này, kiểu là Forex với Bitcoin, nhưng mà cái độ mạo hiểm của Forex Bitcoin nói chung là mình nó quan liên quan thế giới ấy. Độ biến động mà cái thông tin của nó thì nó nhiều hơn, nên em không 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 chơi nữa, bây giờ chuyển sang chỉ chơi chủ yếu là chơi chứng khoán. Thì về mặt chứng khoán ấy, thì em thấy như kiểu đối với Việt Nam mình ấy, cái khoản đầu tư em thấy nó rủi ro, một cái là cái thông tin đưa ra như rất là nhiễu, nó không không xác thực. Mà hai thứ hai là cái khi mình bị khi kiểu nhà đầu tư nhỏ lẻ của mình ấy đến mức kiểu nhận được thông tin rồi ấy, thì thật ra là các ông lớn hoặc các tổ chức lớn các lớn nó họ đã biết trước hết rồi, gần như ra tin thì gần như để lùa vịt để ép giá xuống ấy. Nên anh nên như hiện tại bây giờ em lại chuyển sang đầu tư dài nhiều hơn, kiểu như đầu tư giá trị, giống như lúc anh nói là mức tăng trưởng của chứng khoán bên Việt Nam thì rơi vào tầm 10 đến Lên 12. 15 hay bao nhiêu đó. Thì Dạ. em Thế thì em vâng thế thì thì em em đang đã thiên về đầu tư giá trị thử hơn. đo lường cái performance của em chưa? Tức là cái mức độ hiệu quả của danh mục chưa? Có đạt khoảng 10 12%. Nếu mà trên 10 12% thì là em đang đánh bại cả thị trường. Còn nếu dưới đấy thì tất nhiên là em underperformance, tức là thậm chí thua lỗ thì không nói rồi, nhưng mà kể cả dưới cái mức độ tăng trưởng chung của thị trường về dài hạn thì mình cũng đã là không đánh bại thị trường rồi. Khoảng tầm 5 tháng gần đây thì em chuyển sang đầu tư dài, thì em nhớ mà trong tính nó trong vòng 5 tháng gần đây thì lợi nhuận của em hồi giờ tầm khoảng 10% anh ạ. Còn nhưng mà so 2 năm gần đây ấy, thì đến 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 mức hiện tại thì như là tính so sánh 2 năm gần đây thì coi như em mới Đó ở là mức độ là hòa vốn. Vì trước đây đánh chơi ngắn rất là nhiều, nhưng mà bản chất là chơi ngắn nó tạo mình cảm giác lao đầu đúng là không? Không, nó chung là không, mất thời nó gian rất thú. bị động. Vâng, nhưng Chung mà quy lại, chung quy chung lại quy thì lại thì bản mình chất ra là không vâng ai có thể đánh bại được thị trường về dài hạn đâu, kể cả các quỹ đầu tư siêu Việt đi chăng nữa. Chính vậy nên nó mới mở ra một cái nó gọi là quỹ đầu tư thụ động là như vậy, có nghĩa là nó đầu tư theo một giỏ hàng nào đó. Đó. Và nó sẽ cứ ăn theo cái mức độ tăng trưởng của cái giỏ hàng đấy. Bản chất là nó ăn theo cái niềm tin vào cái giỏ của các doanh nghiệp đó, nó sẽ tăng trưởng theo thời gian. Thế nó như vậy. vâng thì còn trước đấy lâu hơn thì gần như là mất. Thì chung là em còn về chứng chỉ quỹ mấy các tổ chức, lúc anh nói tổ chức đầu tư các giỏ hàng kiểu giống kiểu đầu tư các mã lớn như VN30 ấy, thì trước em cũng tìm hiểu và em cũng định là đầu tư một cái khoản vào đấy, nhưng mà Cũng em không thấy nên. nào họ Ừ. cũng Như anh ôm vừa một bảo số đấy, cái phí quản lý của nó cao và tính chứng cứng nhắc của nó lớn hơn, nên nó chỉ phù hợp với lại những người đã về hưu, hoặc là ông bà già, hoặc là những người mà họ có quá nhiều tài sản đến mức độ họ cần đa dạng hóa rủi ro thôi. Em hiểu không? vâng thì đấy thì mới do anh vừa đưa ra thì em quyết định là chỉ trên mức độ tìm hiểu thôi, và em xem là em cũng xem thử xem là họ thường đầu tư các mã chứng khoán nào ấy, vì thường họ đầu tư một nhóm mã thôi, giờ giống kiểu là một nhiều mã để tổ chức là một cái nhóm ấy, thì em cũng thử nghiên cứu Nhưng mà và em theo họ. nhưng mà khi mà anh trình bày về cái logic về mức độ tăng dần lên dần đều của lãi suất và tương ứng với mức độ rủi ro giảm dần đều của nó thì em có đồng ý không? Từ lạm phát cho đến công cụ về tiền gửi ngân Có, em thấy đồng ý mà, em thấy hợp lý mà. đấy, thì nó là như vậy để mọi người. Vâng, vì em thấy là tùy thuộc với mức tài chính của mình và cái độ giống như là cái độ chấp nhận rủi ro của mình nó bao nhiêu, giống như ở ngân hàng thì nó an toàn hơn nhưng mức lợi nhuận nó khá là mỏng. Còn về đầu tư đất ý, thì như bố em thì cũng máu đầu tư đất, nhưng mà để đầu tư đất thì thật sự là có một số vốn cực lớn, Và tính thanh và khoản, tính chất thấp. kiểu nó mình phải có nguồn tiền. Và cái chu kỳ của nó chu kỳ dài như anh nói ạ, em thấy chu kỳ nó ở trong vòng 15 năm nó một con sóng, thì cái đấy là cái rủi ro là đối với một cá nhân như em thì em thấy là không phù hợp, vì một cái nguồn tiền của mình không phải là nguồn tiền chưa mức là kiểu phong phú kiểu liên tục đấy anh, nhiều khi đầu tư chứng khoán thì lúc cần có thể mình rút ra hoặc là mình Tức biến là thiên mình chuyển được. đổi trạng thái được.
tấn công phòng thủ hoặc ngang được. Vâng, từ phòng thủ tấn công rồi đấy anh. Ngoài ra nữa Vâng. là kể cả đầu tư bất động sản nữa, là nhiều Có người bị ngộ nên nhận cũng như là sau 10 năm có một sóng cứ tưởng nó tăng, nhưng thực ra nếu bạn áp dụng cái công thức tí nữa anh sẽ tính về cái dòng tiền chiết khấu đối với lãi suất 10% chẳng hạn, thì thực ra nó có tăng đâu, nó cũng chỉ đạt khoảng 7 đến 10% một năm thôi, hiểu hiểu không? anh trừ Không, dòng tức là lạm lạm phát đã. anh tính về dòng tiền chiết khấu ấy, chính vì vậy nên là người ta cứ nghĩ nó tăng nhưng mà sau 10 năm nó tăng gấp đôi, thì thực ra là lãi suất trung bình một năm nó mới chỉ đạt khoảng 7% một năm thôi. Đấy, nó như thế. Ừ. Vâng. Mới một phần nữa là cái chứng khoán ấy, em thấy dạo này có rất nhiều công ty nó mở kiểu là gần gần những kiểu là Prefect. copy trade ấy. Giống kiểu là họ tổ họ tạo và họ tạo ra các nhóm tổ chức cho là rất nhiều nhiều người kiểu mà join vào follow theo để đánh theo hoặc là copy trade theo, thì em cũng theo dõi. Em không chơi, ông chơi hình thức đấy thì em theo dõi để xem là cái ông nào đấy kiểu mà có nhiều cái nhiều người theo follow theo ấy, cái lượng nát của họ lớn ấy, thì em cũng kiểu đánh cho họ thôi chứ Cái em đấy thì không chỉ chơi phù cho hợp với họ. lại đánh ngắn hạn thôi, cái công thức chỉ phù hợp Vâng, nhà mình cũng tìm hiểu là xem là. rồi. Các anh chị em khác có ý kiến gì không? Còn anh em khác như Dũng cũng hay tìm hiểu, Dũng tôi cũng có đây, Dũng tôi kiến Dũng ơi. Trần Dũng ơi. Alo. Alo. Ôi, nhiều kiến thức quá em chưa kiến gì thì À, ngập cứu đấy. ừ. Thực Vâng. ra thì có ba cái key message ở đây, nếu như mình không đa dạng hóa về các cái thị trường đầu tư thì mình phải hiểu rằng là đồng tiền bản thân nó luôn luôn mất giá theo thời gian, chính vì vậy nên là cái việc mà mình có cái kế hoạch để mà mình cân đối giữa phòng thủ và tấn công, thế ví dụ như kiểu nó giống kiểu cái nhà, mình mua nhà thì nên là cái mức độ 70-30 là mình phải mua ngay. Chứ tại vì nếu mà mình đợi mình có 80-90% cái nhà là y rằng là đến lúc đấy cái giá trị của cái nhà nó lại tăng lên nữa, nên là mình luôn theo cái xu hướng bám đuổi. Chứ còn nếu trong hợp mà mình đã mua rồi thì giá của nó không thể tăng được nữa, và cái phần 30% còn lại là mình chỉ ở trạng thái là mình trả nợ dần thôi. Đấy, ít nhất là mình ngăn chặn cái việc tăng giá của nó. Chứ còn bản thân cái nhà nó đâu có tăng giá đâu, bản thân vàng nó đâu đâu có tăng giá đâu, tại vì nó muôn đời nó vẫn là vàng thôi. Nhưng mà bản thân đồng tiền nó mất giá đi do vấn đề về lạm phát. Đấy, nên thành ra là, và cũng là do cái cầu của cái cung cầu của cái nền kinh tế đấy về tiền nữa. Đấy, nếu mà đối với những cái nền kinh tế mà có GDP tăng trưởng cao thì cái mức độ ham, cái mức độ háo về về vốn của nó rất là lớn. Thế nhưng mà đối với những cái nền kinh tế nó già cỗi rồi mà nó tăng trưởng nó thấp kiểu như Nhật Bản, Hàn Quốc rồi, thì cái mức độ háo về vốn nó sẽ thấp, và lúc đấy nó làm cho người dân người ta, không phải rằng người dân mà doanh nghiệp người ta không 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 thiết tha gì huy động vốn với lãi suất cao nữa, thì lúc đấy nó sẽ làm cho cái độ nguội lạnh của nền kinh tế nó tăng lên hoặc độ nóng nó giảm đi, thì nhà cửa rồi các cái tài sản nó mới không tăng chóng mặt được. Chứ như ở Việt Nam thì nó sẽ luôn rơi vào tình trạng đấy, ít nhất trong, anh nghĩ ít nhất trong khoảng 20 năm nữa nó vẫn sẽ là một nền kinh tế gọi là háo vốn. Háo như kiểu mình uống rượu mình háo nước ấy. Em khác còn ý kiến gì không? Không, mình chuyển sang phần 2. Phần 2 thì nó sẽ khoảng 10-15 phút. Em có một chút ý kiến này, thì là như cái kiến thức của anh Tuân chia sẻ thì anh em đều nhận thấy là nếu mà tiền có mà không đầu tư ấy, Đúng thì rồi, bản chất và là mình mình đang đang làm mất giàu cho tiền. người khác. Thế nên bản chất Đúng rồi. là anh em mình là gọi là đứng im là chết đấy, đứng im là thụt lùi đấy, nên là phải tìm mọi cách để đầu tư và học đầu tư. Đấy là cái mà mình phải phải nhận thức là như thế. Còn đầu tư vào đâu ấy thì là anh em phải tìm hiểu thì sẽ có câu trả lời, nhưng mà trước mắt thì có các hình thức như anh Tuấn nói ấy. Về bản chất là nó phụ thuộc vào cái số vốn của anh em mình nữa. Phần lớn anh em mình thì bây giờ có thể tham gia thị trường chứng khoán được, còn về bất động sản thì nó phải có thời gian tích lũy và vốn rất là lớn, và nó cũng phải dạng xác định đầu tư lâu dài 5-10 năm chứ không phải là 1-2 năm được, không ăn sổi được. Cho nên là với anh em mình thì đầu tư chứng khoán sẽ là khả thi nhất.
trong giai đoạn này. Và nếu mà có nhiều tiền thì không nên để tiền vào một giỏ, đấy là cái nguyên tắc người ta đầu tư. Mình ít chứng quá thì thôi để vào giỏ chứng khoán cũng được. Mà khi nó có nhiều nhiều lên rồi ấy, thì để ra nhiều giỏ, ví dụ là chứng khoán này, vàng, tích lũy vàng một ít này, đấy. Hoặc là có thể để một ngân hàng một số tiền để mình Đúng rồi. dự phòng. Đấy thì là cái như thế, nhưng mà hiện tại chắc anh em mình chỉ có đầu tư chứng khoán thôi. Thì là ý kiến của Ờ, em và như thế luôn ạ. mình hiểu về quan trọng nhất là anh sắp xếp thứ tự này để mình hiểu về lạm phát là một mức lãi suất cơ bản, và trên đó nó sẽ là cái công cụ về huy động trên thị trường, để cuối cùng thì phục vụ mục đích cuối cùng là cái option số 7 này này, là những cái ông mà doanh nghiệp tự kinh doanh, tại vì ông đấy sẽ là ông tiêu thụ tiền, và cái ông tiêu thụ tiền ấy là cái ông mà phải tạo ra một cái mức lợi suất là 16 đến 20%, thậm chí là trên 20%, như các ngân hàng này hiện nay nó rơi khoảng từ 21 đến 24%. Đấy. Thì cái key nó là như vậy. Đấy, để anh em hiểu. Ngoài ra anh em cũng phải hiểu về GDP để mà đặt cái mục tiêu cho mình, mức độ tăng trưởng về thu nhập của mình trong những cái giai đoạn sung sức ấy. Nó phải rơi khoảng từ 10 đến đến 20, thậm chí 30% một năm, và giảm dần khi mà các bạn ví dụ như ở từ trên 40 chẳng hạn. Chứ nếu không là chúng ta đang nghèo đi một cách tương đối so với lại xã hội. Đơn giản bởi vì xã hội nó tăng khoảng 6% một năm mà. Đấy, mức độ tăng trưởng trung bình đấy. Hay như vậy. Ok, bây giờ chuyển sang cái phần 2 là về cái lãi suất chiết khấu. Lãi suất chiết khấu thì nó thể hiện là nó có hai chiều, một là chiều về về tương lai, à đi đi đến tương lai, mà hai là chiều quay về quá khứ. Thế giả sử như ví dụ như một cái bất động sản này đi. Giả sử tôi mua bất động sản vào năm 2011. 2011. À, 2011, 2012 này. Đúng không? Giả sử chúng ta có mấy năm ạ? Có 10 năm đi. Chúng ta có 10 năm, và 2011 này là chúng ta có 1 tỷ. Chúng ta đầu tư 1 tỷ ở năm 2010 đi. 2010 đi. Và mới với một cái mức lợi suất là chẳng hạn như y của nó, một mức lợi suất là bằng là chúng ta tính khoảng 7 hoặc 10%, ví dụ 10% đi. 10%. Thế thì cái công thức mà để tính cái đây là năm năm số này, năm thứ 1 này, năm thứ 2 này. Đây là năm thứ nhá. Năm thứ 10 này, ok chưa? Cái này là lãi suất này. Lãi suất chiết khấu này. Hoặc cũng có thể hiểu là cái tỷ suất lợi nhuận yêu cầu đó. Bằng Y là bằng 10% này. Năm thứ. Năm thứ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 này. Chúng ta vốn đầu tư ban đầu. Vốn đầu tư ban đầu. Giả sử là 1 tỷ. 1 tỷ thôi thì tôi đánh chữ 1.000 đi. 1.000 tức là tương đương với lại đơn vị là 1 triệu đấy. Thì là nó là bằng 1 tỷ. Vậy thì cái gì ạ? Cái tỷ suất lợi nhuận của năm đầu nó sẽ bằng là 1 tỷ này nhân với lại 1 cộng với lại cái mức lợi suất yêu cầu này. Đấy, chỗ này thì để F4 đi. Mũ mũ là mũ cái mũ mũ năm thứ này. Đấy. Cái mũ năm thứ và áp dụng cái công thức của cái lãi suất chiết khấu này. Đúng không ạ? Lãi suất chiết khấu này. Lãi suất chiết khấu này, công thức của lãi suất chiết khấu nó sẽ bằng là gốc nhân với lại 1 cộng với lại cái lãi suất yêu cầu này mũ mũ của cái năm đấy. Ví dụ mũ năm số 4 là mũ 4. Vậy thì chúng ta thấy rằng là đây để mình để cái này là nghìn nha. Có cái điều này nó nói lên cái điều gì? Nó nói lên một điều rằng là nếu như mà một cái khoản đầu tư của chúng ta ở năm số 1 này đi. Ở năm số 1 là 1 tỷ đồng, vậy thì với cái mức lợi suất yêu cầu nhá là 10% một năm, thì ở năm số 10 là chúng ta phải bán được cái nhà đấy ở mức là 1,8 tỷ. Đấy, nó là như vậy.
Thế nên là nhiều khi là sau năm thứ 10 chẳng hạn, đến năm thứ 10 chúng ta bán, ví dụ như là bán cái nhà này, khả năng mình để đây là 1 tỷ đi, cho nó dễ, mọi người dễ nhìn. 1 tỷ. Sorry, cái chỗ này nó bằng, à chỗ này bị nhầm, chỗ này bị nhầm. Chỗ này mình phải để cố định cái này. F4 chỗ này. Ok. Ok. Để 1.000 này. Đấy. Nếu như mà chúng ta để một cái mức lãi suất là 10% thì sau cái năm, đến cái năm số 10 ấy, cái nếu mà chúng ta phải bán được cái mảnh đất đấy với cái giá là 2,5 tỷ, tức là gấp 2,5 lần, 2,6 tỷ thì mới đạt được một cái mức lãi suất là 10%. Thế nên là một mảnh đất mà sau 10 năm mà chúng ta bán với mức 2,6 tỷ thì người ta sẽ thấy ủi rủi sao mà lãi thế, nó tăng lên tận 2,6 lần đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là nó cũng không có lãi lắm đâu, tại vì cái mức độ lãi trung bình của chúng ta cũng chỉ có 10% một năm thôi. Con đi chơi một tí nhé. 10% một năm thôi. Và ví dụ như chúng ta đặt cái này là 7% chẳng hạn, thì cái mức lãi ở cái năm số 10 nó sẽ bằng là 1,9 tỷ, tức là tăng từ 1 tỷ lên 1,9 tỷ. Và nếu chúng ta đặt là 15% chẳng hạn thì nó sẽ tăng từ 1 tỷ lên 4 tỷ. Đó. Nhưng mà thông thường thì ở Việt Nam này nó khoảng là 10%. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta mua một mảnh đất ấy, thì chúng ta cũng phải trả lời luôn một câu hỏi là liệu sau 10 năm, nếu nó là 1 tỷ thì sau 10 năm nó có tăng lên 2,5 tỷ hay không? Hoặc là nếu chúng ta nhằm vào cái 5 năm, đúng không ạ? Ở năm số 5 này, ở năm số 5 này, thì chúng ta cũng phải hỏi luôn xem là ở năm số 5 này liệu chúng ta bán từ 1 tỷ có bán thành 1,6 tỷ hay không? Tại vì là nó đơn giản, nó là cái việc cái chi phí cơ hội mà, ví dụ như giả sử một người họ không đầu tư vào đất mà họ mang 1 tỷ này họ vác đi họ gửi ngân hàng thì họ cũng được là 6%. 6% thì ở năm số 3 là họ thu về 1,33 tỷ đúng không ạ? Đấy là ngân hàng. Còn nếu bạn đầu tư chứng khoán là 12% thì cái ở số 5, năm số 5 này bạn thu về là 1,7 tỷ. Và nếu mà đầu tư bất động sản thông thường người ta yêu cầu mức lợi tức là 10%, vậy thì chúng ta sẽ phải định giá và chúng ta sẽ xem như là chúng ta bán nó ở cái năm nào thì tương ứng với lại cái mức độ tăng giá, nó phải như vậy. Đây là tối thiểu thuần túy về mặt dòng tiền cái đã, chứ còn tất nhiên là có nhiều yếu tố khác, ví dụ như liên quan đến nào là từ cơ sở hạ tầng rồi di cư của dân, một cách gọi là cơ học, kiểu như các cái nhà máy sinh nghiệp nó mọc lên thì dân nó di cư cơ học, có nghĩa là không phải sinh ra ở đấy mà là người ta di cư từ nơi khác đến chẳng hạn, thì đấy nó nhiều yếu tố để nó làm tăng giá, nhưng đó chỉ là hậu quả thôi. Còn lại về mặt bản chất thì cuối cùng nó vẫn quy ra cái tỷ suất lợi nhuận của lãi suất theo thời gian. À, và đây nó là một cái ngộ nhận. Ví dụ như năm 2010 mình mua một cái nhà có 1 tỷ và đến năm 2022 ấy, nó tăng lên được là 2,2 tỷ. Thì thực ra thì cái mức lợi nhuận của mình một năm mình tính rồi nó cũng chỉ được có 8 đến 9% một năm thôi, nó cũng không có nhiều. Nhưng mà nhiều người họ nghĩ và nhìn vào họ cũng ủi rồi sao tăng giá tốt thế. Nhưng thực ra thì nó không phải như vậy, tại vì cái công thức của lãi kép theo thời gian nó chỉ ra rằng là cái mức độ lợi nhuận của các bạn theo thời gian nó chỉ được có 7 đến 8% thôi. Đấy thì đây là một cái công thức mà mình muốn 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 nó gần như là ai cũng biết đến, nhưng mà mình muốn chia sẻ để mà tránh cái ngộ nhận như vậy. Ok ạ, bạn nào có ý kiến nhỉ? Em có ý kiến một chút. Tức là cái bất động sản thì có những khu nó tăng rất là cao. Ví dụ như ở quê em có những suất đất mua 50 triệu nhưng mà sau 10 năm nó bán được 1 tỷ 3. Không, bây giờ mua 50 triệu. Đấy, và Mua có 50 triệu. Bán 1 tỷ 3. Rồi. vâng, Rồi. sau 10 năm bán 1 tỷ 3. Đấy là cái câu chuyện đầu tư bất động sản thì nó còn tùy vào cái việc mà mình đánh giá ở cái khu vực thị trường ở ở các cái địa điểm Cái đấy khác là nhau đúng. ấy, cái tiềm năng nó sẽ khác nhau. Vì chỗ em ngày xưa ấy là không có khu công nghiệp, có thứ là họ họ ở trong Nam, họ vào trong Nam nó bán hết. Đất ở quê gần như là chả ai ở mấy, đất mặt đường cũng không sốt mấy. Nhưng mà sau một thời gian gần đây chính sách thay đổi, nó có rất nhiều cái chỗ khu công nghiệp nó mở lên, thế là đất nó cũng tăng. Đấy, nên là đất cũng nó Đúng vẫn có rồi. sự hấp dẫn riêng của nó. Còn cái trường hợp như của anh Tuân ấy thì anh phải tính thêm cái tiền mà anh
cái giá trị mà anh ở đấy nữa, đúng vì anh rồi, mua đúng nhà rồi. xong anh ở đấy mà. Anh ở đấy thì cái tiền anh phải thay vì anh đi thuê nhà Đúng một rồi, tháng chính bao nhiêu xác, tiền nữa phải cộng thêm thế vào. là chính xác. Đấy, đúng rồi, Đúng thì nó phải rồi. tăng lên, nó phải Nó mười mấy giống phần như trăm, kiểu là vẫn là cao. Và cái thứ ba nữa là cái việc mà anh đầu tư vào bất động sản ấy. Ừ, cái ý thứ ba ấy là anh đầu tư bất động sản thì cái phần công sức anh bỏ vào đấy, đúng anh bỏ rồi. vốn rất nhiều thôi. Còn công sức giống như anh đầu tư chứng khoán ấy, anh phải soi ngày đêm các thứ, nhưng mà đất Đúng thì rồi. anh ăn no ngủ kỹ, cứ kệ nó vẫn đấy, cầm mình sổ đỏ về cắt cái sắt là xong. Đấy, cái đấy cũng là một trong những cái mà nó khác biệt với việc mình đầu tư chứng khoán và các cái loại hình thức đầu tư khác. Thì Sơn nói thế cũng đúng, nhưng mà rồi Em có ba ý kiến đấy. Sơn nói thế thì cũng đúng đấy, nhưng mà cái phần đầu thì mình chỉ đúng khi mà đấy là cái nhà thôi thì nó mới có giá trị sử dụng, còn nếu nó là đất thì về cơ bản là nó không có giá trị sử dụng thì mình không không thu được dòng tiền, đúng không? Nếu mình ở Ừ, nhưng mà nếu đầu tư đất ý, thì nó sẽ tăng cao hơn là anh mua nhà. Đấy, nó khác việc mua nhà, đất có nhà là khác nhá. đúng rồi Việc mua đất không nó sẽ khác. đúng rồi Vì cái vốn nó khác mà anh. Đấy, nên là mình tính tùy trường hợp, nhưng trường hợp của anh là nó vẫn còn thêm cái tiền chính kia xác. nữa, tiền ở nữa, tiền cho thuê đấy. Đấy thì nhưng mà một cái mình muốn chỉ ra ở đây là nếu như mình không hiểu về cái công thức của cái lợi suất kép theo thời gian này này thì chúng ta rất dễ bị hay ngộ nhận theo kiểu là nghĩ rằng nó lãi, nhưng thực ra nó đâu có lãi đâu. Giống kiểu là nhiều lần mình đi kiểu đi thị sát, tức là đi tư vấn mua đất cho một ông ở bệnh viện nông nghiệp ở gần đây này. Ông định đầu tư ở vành đai báu nên là ví dụ khoảng 30 triệu một mét, thì mình bảo là 30 triệu một mét, nếu mà công thức nếu mà theo lợi suất kép mà anh yêu cầu thì suất lợi nhuận là 10% một năm, vậy thì sau 5 năm nó phải tăng lên là tầm 40 triệu chẳng hạn. Thế ông lại bảo ôi thế thì ai bán cho ai, thế mình bảo thế nếu mà anh không tin thế thì anh mua làm gì, tại vì là phải bán được như thế thì anh mới được một mức tỷ suất lợi nhuận là 10% mới hơn là gửi ngân hàng. Chứ nếu không thì anh đi gửi ngân hàng cho nó nhẹ đầu, chứ anh cần gì phải đầu tư vào những cái khoản đầu tư nó rủi ro mà lại còn không chắc chắn. Đấy. Nó như vậy. Anh em còn câu hỏi gì không nhỉ? Nếu không thì mình sẽ gửi cái này vào trong group chat để anh em tham khảo thêm. Anh gửi vào group chat đi để anh em đọc. Thì chắc là buổi thì sáng hôm nay dừng lại tại đây thôi.